Có thể tài liệu của nội gián đã bị tiết lộ hoàn toàn. Những gì mà người liên lạc chúng ta có thể làm là cố gắng chi viện cho họ. Nếu tôi có chuyện gì, anh phải phụ trách bảo vệ an toàn cho nội gián của tôi. Nội gián của anh phải đi, tôi nhất định tìm lại hết tất cả về. Thật ra cô lại, thông thường phụ nữ biết dùng súng cũng không lạ gì, nhưng nếu sử dụng thành thạo, chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, thực tế không làm được. Tôi nghĩ người phụ nữ này nhất định có không ít bí mật. Cô nghi ngờ Scarlett là nội gián bị mất tích. Cô là nội gián. Bắt đầu từ bây giờ, để tôi bảo vệ cô. Những gì tôi đã hứa với cô, tôi đã làm được rồi. Vậy anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn một bạn, định một bạn. Chuyện trả thù thực sự quan trọng tới như vậy sao? Ừ, đúng vậy. Hôm nay tôi tới đây để nhắc nhở bản thân mình về chuyện này. Anh Hoàng Hiển, tôi muốn theo anh. Tôi có tin cậu hay không? Lần này anh chạy không thoát đâu. Tất cả các người đều phải chết. Mất dấu phần 2 phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.